Cái thời điểm mà mình đang quay video này là cái thời điểm mà siêu bão đang chuẩn bị về. Chắc là quay xong video này là sẽ phải về nhà thôi. Các bạn sẽ nhìn thấy là ở phía sau mình là hôm nay là lần đầu tiên mình để cái background là cái căn chung cư mà mình đang quay như thế này đây. Đấy, phía sau kia là có thể nói là mưa gió bão bùng là sập trời luôn. Đấy, ở vừa rồi cũng đang nhận một cuộc gọi đến từ vợ là quay xong video này là phải về đón vợ ngay rồi này. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Thế thì đây là chiếc Realme 13 Pro Plus. Cái chiếc điện thoại này thì mình đã có cái video mở hộp ra rồi. Tuy nhiên là sau cái video mở hộp đó thì mình cũng không làm quá nhiều những cái video khác về cái chiếc điện thoại này. Bởi vì cơ bản là mình nhìn thấy là cái giá của nó thời điểm hiện tại là nó đang hơi cao. Đấy, mặc dù là video này có được tài trợ bởi điện thoại hay đấy. 7 triệu 390 nghìn đồng cho Realme 13 Pro Plus. Một cái chiếc điện thoại nếu mà bây giờ mua về là chúng ta sẽ phải chờ đợi để mà xử lý vấn đề về sim sóng của nó. Thế thì nếu mà không mua cái chiếc điện thoại này thì chúng ta sẽ có những cái chiếc điện thoại nào khác để mà thay thế hay không? Và bản thân cái Realme 13 Pro Plus nó có tốt hay không đã? Đấy thì chúng ta sẽ cùng phân tích. Và trong cái video này thì bạn sẽ nghe thấy một số những tiếng lạch cạch, đấy là những tiếng rít của gió rồi là những cái tiếng đồ vật ở bên ngoài nó bay tứ tung luôn. Đấy thì rất là mong các bạn thông cảm nhé. Đầu tiên là về Realme 13 Pro Plus thì đây là một chiếc điện thoại mà cá nhân mình đánh giá là nó đồng đều về nhiều yếu tố. Tuy nhiên chính vì việc mà nó quá đồng đều nên thành ra là nó không có bất kỳ một cái điểm gì là nó kiểu như là quá nổi bật cả. Đấy, nó sẽ có một cái hộp phụ kiện rất đầy đủ này. Có ốp lưng, có sạc 80W, có miếng dán màn hình, có một cái thiết kế cũng tương đối là bắt mắt. Màn hình thì lại là màn hình cong. Đấy, kháng nước kháng bụi là IP65. Nghĩa là nó không phải là IP68 hay cái gì cả, nó chỉ là IP65 thôi. Màn hình thì là AMOLED, cũng không phải là 2K hay là 1,5K, cũng chỉ là Full HD cộng thôi. Đấy, chip thì là 7S Gen 2, cũng tương đối gọi là cùi ở trong tầm giá này nếu mà xét ở trên phương khoảng sách tay nhé. RAM 12 bộ trong 256 thì cũng ok rồi. Camera thì rất là đầy đủ, có cả tele góc siêu rộng. Camera chính thì có chống rung các kiểu luôn. Rồi là loa ngoài là loa kép pin 5200. Đấy, nói chung là đây là một chiếc điện thoại nó quá đồng đều. Nhưng nếu như so với cả những sản phẩm khác, mình sẽ lấy ra hai sản phẩm mình nghĩ là nó sẽ ngon hơn con Realme 13 Pro Plus. Thứ nhất, đấy là IQ Z9 Turbo. Cái chiếc điện thoại này thì đang được bán tại Điện Hay với mức giá là 7.090.000, rẻ hơn được khoảng 300.000 và vẫn là phiên bản 12256 luôn. Nếu mà so Realme 13 Pro Plus với cả IQ Z9 Turbo ấy thì cá nhân mình đánh giá là như sau. Hộp phụ kiện của hai sản phẩm đều như nhau, đều sạc 80W các thứ. Thiết kế thì đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt mỗi người nhé. Nhưng con Realme 13 Pro Plus mình đánh giá là thiết kế nó đẹp hơn con IQ Z9 Turbo đấy. Mức độ hoàn thiện của nó cũng xịn sò hơn IP65 thay vì IP64. Tuy nhiên về màn hình thì IQ Z9 Turbo sẽ hơn. Độ phân giải cao hơn 1,5K thay vì Full HD cộng. Tần số quét mượt mà hơn 144Hz thay vì 120Hz. Tiếp tục nữa là cái phần hiệu năng thì lại tốt hơn rất nhiều. Mình nhìn thêm một cái từ rất ở đấy. IQ Z9 Turbo là chip 8S Gen 3, nó sẽ mạnh hơn rất nhiều so với 7S Gen 2. Tốc độ đọc ghi bộ nhớ trong của IQ Z9 Turbo nó sẽ ngon hơn, đấy là UFS 4.0. Camera thì mình đánh giá là Realme 13 Pro Plus là tốt hơn đấy nhá. Realme 13 Pro Plus thì nó sẽ có camera tele các thứ đầy đủ, đa dụng hơn. Đấy. Nhưng mà về pin ý, thì IQ Z9 Turbo là sẽ tốt hơn. Rõ ràng là 6.000 phải tốt hơn 5.200 rồi. Nên là mình nghĩ là với những điều đấy thì IQ Z9 Turbo cá nhân mình đánh giá là nó nhỉnh hơn Realme 13 Pro Plus. Hay nếu như bạn thích Xiaomi chẳng hạn thì K70 mình đánh giá là cũng hơn đấy. K70 thậm chí là chúng ta sẽ có cả màn hình 2K nữa cơ. Chip thì là chip 8 Gen 2. Đấy, tốc độ đọc ghi bộ bên trong cũng là UFS 4.0. Đấy, tuy nhiên là về camera thì nó sẽ không bằng được Realme 13 Pro Plus. Nhưng mà sạc của K70 thì nó lại sạc 120W cơ. Nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với sạc 80W. Nói chung ý, là Realme 13 Pro Plus thì mình nghĩ là nó sẽ dành cho những ai mà thích cái sự đồng đều, thích một cái thiết kế đẹp, màn hình cong và đặc biệt là cái phần camera của nó là tốt ở trong tầm giá này. Đấy thì chúng ta sẽ lựa chọn sản phẩm này. Thế tuy nhiên là mình nghĩ là chúng ta nên chờ đợi để cho giá nó giảm xuống một chút hoặc là chờ đợi để cho nó giải quyết được về vấn đề sim sóng thì như thế nó sẽ hợp lý hơn. Còn các bạn thì bạn cảm thấy sao về chiếc điện thoại này? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Tất cả thông tin về giá bán cũng như là các khuyến mại đi kèm như nào, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Điện Thoại Hay qua đường link mà mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.